Theo ghi nhận, niên vụ 2023 này, năng suất hồ tiêu tăng, song người nông dân vẫn đang bộn bề nỗi lo khi giá vật tư đầu vào, giá nhân công cao, dẫn đến lợi nhuận thấp. Hiện giá hồ tiêu dao động từ 64.000 đến 66.000 đồng một kg, năng suất trung bình đạt 3 tấn một hecta, thì người nông dân cũng chỉ lãi được khoảng 40 triệu đồng. So với mặt bằng thì nông dân cũng có một cái phần nào phấn khởi để bù đắp lại trong cái vấn đề mà trong những năm qua là giá cả nó mất, là về vấn đề chi phí trong những năm người nông dân là bỏ ra. Vụ thu hoạch năm nay tuy được mùa nhưng giá tiêu bán ra giảm hơn 20.000 đồng một kg so với vụ thu hoạch năm ngoái. Theo các chuyên gia, sản lượng hồ tiêu Việt Nam đang giảm từ từ do giá hồ tiêu trong nước không còn hấp dẫn. Nhiều nhà vườn tìm cách tối ưu hóa thu nhập cho gia đình bằng cách phá bỏ hồ tiêu hay trồng sen sầu riêng, chanh dây, dẫn đến diện tích trồng bị thu hẹp. Nói chung là cái giá tiêu so năm nay so với mọi năm thì nó xuống quá thấp. Chính vì thế nên là nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đầu tư vào cây tiêu này đến bây giờ người ta buộc cũng phải giảm lại. Sản lượng hồ tiêu toàn cầu được dự báo có sự cải thiện khi sản xuất giảm ở một số nước sẽ được bù đắp bằng vụ mùa bội thu hơn dự kiến ở Việt Nam. Cùng với đó, ngay sau khi mở cửa biên giới, Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam. Người nông dân kỳ vọng giá tiêu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.